Các bác các chú thường hay hỏi Mạnh Phát là xe điện ba bánh cũ đúng không ạ? Thực ra thì bên Mạnh Phát thì không làm xe cũ nhá, chỉ chuyên về xe mới thôi. Tuy nhiên, đây là trường hợp một trong những trường hợp rất là hãn hữu này. Tức là khách lên đời nhờ Mạnh Phát bán hộ thì Mạnh Phát lên video và bán hộ khách nhá. Đấy, và hiện tại là bán được bao nhiêu thì Mạnh Phát sẽ trả lại tiền cho khách thôi. Đây thì một chiếc xe Goda 07 phiên bản này là 5 bình ắc quy. Đấy, không có phanh chân nhá mọi người nhá, không có phanh chân. Đấy. Ngoại hình xe thì còn khá là đều. Đây mọi người nhớ nước sơn nhập khẩu đây này. Đấy mọi người nhớ nước sơn nhập khẩu này. Đấy, rất là bóng đẹp. Con này thì nó bị va quyệt ở đây thì nó bị xước một ít ở đây. Đấy. Xước một ít ở đây. Đây. Xước một chút ở đây. Đấy. Còn lại thì là không vấn đề gì. Lốp còn mới, lốp vẫn còn mới luôn. Đây. Đấy, góc này bị xước một ít này. Đấy, góc này bị xước một ít. Hiện tại thì bị xước mất hai chỗ. Còn lại thì ngoại hình ok. Trước kia mua với giá là phiên bản này thì cái thời gian đó thì mua phải tầm 18 triệu rưỡi. Cách đây khoảng 2 năm rưỡi, 3 năm gì đó. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ bán cho mọi người chiếc xe này với một mức giá rất là phải chăng ạ. Đây, số tiền số lùi hoạt động tốt. Xe này ga có một ưu điểm là ga rất là êm nhá. Ga êm lắm mọi người này. Ga lên như này, gần như là không có gì luôn, rất là êm này. Đây. Đấy, xe chạy rất là thích. Nói chung là xe ba bánh một thời gian rồi nhưng chạy vẫn rất là ngon. Đấy, con này Mạnh Phát sẽ bán cho mọi người với mức giá là 8.500.000 nhá. 8.500.000. Xe cũ thì không có bao ship rồi, bán hộ thôi. Đấy, các bác nào cần ở xa thì Mạnh Phát hỗ trợ bọc và ship cho mọi người thì chỉ lấy phí ship thôi. Còn tặng mọi người là tiền bọc, vì bọc một con xe này phải mất cả 100.000 đấy ạ. Đấy, 8.500.000 nha mọi người nhá. Đấy, bác nào mà không có điều kiện mua xe mới thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là tốt đấy ạ. Tất nhiên là cái việc xe cũ nó bị sứt sẹo thì điều không tránh khỏi rồi, nhưng con này vững chắc này, chắc chắn này, bình ắc quy dùng ok, lốp mới. Đấy, xe còn đẹp một chỗ sứt này một tí thôi, còn lại là xe đẹp nhá. Đấy, bù lại là chúng ta mua được mức giá rất hợp lý, 8.500.000, và số lượng cũng chỉ có một thôi. Đấy, chỉ có một cái thôi nhá. Đấy, với bên Mạnh Phát thì không có làm xe cũ mà chỉ làm xe mới thôi. Đấy, nên là các bác mà có nhu cầu mua thì cũng phải nhanh tay nhá. Đấy, xe cũ này thì các bác sẽ gọi trực tiếp cho Mạnh Phát thôi, không cần phải gọi cho ai cả. Đấy, số điện thoại của Mạnh Phát là 085 993 1111 nhá. Đấy, bán xong xe này cái thì Mạnh Phát cũng sẽ xóa video luôn, bởi vì là cũng chỉ có một cái thôi để tránh các bác về sau lại hỏi ấy. Khi nó có thì Mạnh Phát lại lên video cho mọi người. Đây nhá, ba bánh Goda 07. Đấy, xe đã qua sử dụng, bán 8.500.000. Đấy, bảo hành cho mọi người 3 tháng để mọi người yên tâm nhá. Đấy, không phải lo lắng gì cả. Đấy, một chiếc xe ok. Đấy, mọi người có nhu cầu thì nhấc máy alo Mạnh Phát nhá. Ok ạ.